Hà Triều tung chiêu hiểm, giả vờ bị Lão Thất thu phục. Lão Thất dính đòn, chính thức bị đuổi ra khỏi ngành, uất nghẹn không chấp nhận được thực tại, cắn lưỡi tự tử. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bình Phim Việt. Trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ tiếp tục là những diễn biến mới nhất, nóng hổi và không kém phần kịch tính của bộ phim Bão Ngầm, một bộ phim hình sự được đầu tư rất công phu với dàn diễn viên hạng A và số tiền khổng lồ. Thông tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ, đặc biệt hứa hẹn sẽ đem tới cho quý vị nhiều điều bất ngờ. Hải Triều tung chiêu hiểm, giả vờ bị Lão Tuất thu phục. Lão Tuất dính đòn, chính thức bị đuổi ra khỏi ngành, uất nghẹn không chấp nhận được thực tại, cắn lưỡi tự tử. Về cụ thể những tình tiết thú vị, hấp dẫn và không kém phần gay gắt ấy là như thế nào, tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Vốn dĩ hiện tại, hạt sạn duy nhất trong nội bộ công an tỉnh Hưng Hòa chính là Lão Tuất. Lão ta 5 lần 7 lượt cạnh khóe rồi thậm chí bày mưu hãm hại để vùi dập đồng nghiệp. Mặc dù đại tá Trần Trọng Hà cũng như Hải Triều đã đưa ra rất nhiều những phương án tác chiến, đặc biệt bên cạnh đó cả hai cũng đã kết hợp với nhau để làm ra những phi vụ khiến cho Lão Tuất phải lòi đuôi. Tuy nhiên, lão ta vẫn còn hết sức tinh vi và vẫn chưa thể lôi đầu hắn ra ánh sáng. Tiêu điểm một phi vụ vừa rồi, giám đốc công an tỉnh Hưng Hòa đã vô cùng cay cú khi phát hiện ra Lão Tuất chính là người suýt nữa bật mí những âm mưu, rồi thậm chí ông ta phát hiện Hạ Lam chính là trợ lý của ông Quách Đại Đức, là nội gián mà công an cài vào. Nếu như Lão Đức phát hiện ra sự thật rùng rợn ấy, mình đã nuôi ong tay áo chắc chắn sẽ không tha thứ cho Hạ Lam. Bản thân Hạ Lam và Hải Triều hơn nữa cũng chỉ là những trinh sát trẻ còn non kinh nghiệm trong nghề. Nếu như phải đối phó với một lão già đa nghi thì chắc chắn rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt hơn còn phải trả giá rất nhiều. Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu thì sắp tới, Lão Tuất sẽ xong kiếm hợp bích cùng với Lão Quách Đại Đức, chấp nhận là con cún cưng của ông trùm ma túy để cung cấp rất nhiều những thông tin từ phía lực lượng công an tỉnh Hưng Hòa, đặc biệt là thông tin nội bộ. Rõ ràng hiện tại, PC04 không chỉ phải đánh giặc bên ngoài mà còn phải phòng tránh cả giặc ở bên trong. Lão Tuất là nhân vật được giám đốc công an tỉnh Hưng Hòa, đặc biệt hơn là đại tá Trần Trọng Hà đặc biệt để mắt tới. Hải Triều tuy là trinh sát còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhận ra rất nhiều những hành vi bất thường của lão ta. Đặc biệt hơn nữa còn phát hiện lão ta thường xuyên nhận hối lộ từ bên ngoài để điều tra phá án. Mặc dù trên danh nghĩa là như vậy nhưng lại đút tiền vào túi của bản thân rồi tự tiêu xài. Vợ của hắn ta cũng là một bà già tham lam, quỷ kế và độc ác, suốt ngày phải bắt chồng mình phải thăng chức, tăng lương. Rõ ràng cả hai vợ chồng nhà này chỉ có ham mê tiền tài vật chất mà quên đi hạnh phúc cá nhân của gia đình nhỏ có hai đứa bé. May mắn thay, đứa con gái của Lão Tuất là một con người có tâm sáng, lương thiện, bởi vậy cho nên cô nàng ngay từ bé đã phát hiện ra bố mẹ mình đã mải mê chạy theo tiền tài vật chất. Hy vọng rằng sau này, cô gái có ước mơ trở thành một sinh viên của trường đại học sư phạm và sau này trở thành một giáo viên sẽ chính thức trở thành hiện thực. Và quay trở lại với những tình tiết chính mà chúng tôi đã chia sẻ. Hải Triều tung chiêu hiểm, giả vờ bị Lão Tuất thu phục. Tại sao, lý do vì sao mà anh ấy phải tung chiêu hiểm? Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì Lão Tuất ngày càng quá đáng. Lão ta liên tục bày ra những âm mưu thủ đoạn rồi thậm chí là để đạt được mục đích của mình mà không tiếc rất nhiều những công sức để tiếp cận Lão Đức. Thậm chí là hứa hẹn với lão ta rằng bản thân mình sẽ cài cắm vào PC04 những nhân viên và sau đó sẽ dò dỉ ra những thông tin mà lực lượng công an tỉnh Hưng Hòa sắp tới chắc chắn sẽ thực hiện tác chiến. Và rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Nếu như Lão Đức hắn ta bị ngồi tù mọt gông thì chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc. Tưởng rằng Lão Đức bị bắt thì tất cả phơi cánh của hắn sẽ cũng tan biến theo mây khói. Nhưng không thể ngờ được ở đằng sau hắn cũng có rất nhiều những hậu duệ sau này sẽ theo học và phát triển ngành buôn bán ma túy. Và đây chính là một điều vô cùng nguy hiểm, bởi diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Nếu như chỉ diệt cái ngọn thì chắc chắn rằng cả đời cũng phải chạy theo. Thậm chí là có rất nhiều những đồng chí phải hy sinh và bỏ mạng ở nơi chiến trường khi mà những vụ buôn bán ma túy phi pháp đang diễn ra. Và biết được lý do ấy cho nên, đại tá Trần Trọng Hà cũng như Hải Triều đã xong kiếm hợp bích, nghĩ ra một mưu kế thực sự cao tay để khiến cho những kẻ ác phải lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, mặc dù mang màu áo xanh, nhưng một kẻ đứng ở ngoài sáng còn một kẻ lại đứng ở trong tối. Ông Trần Như Tuất là một kẻ tham lam, mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra là một người yêu nghề, thực hiện đúng những gì mà được cấp trên giao phó và tin tưởng. Tuy nhiên, ở phía bên trong ông ta lại là một kẻ vì vật chất mà sẵn sàng đánh đổi, hy sinh cả tính mạng của đồng đội, thậm chí bán đứng phản bội đồng đội. Hắn chính là một công an bị biến chất, một lão già đều giả. Bởi vậy nên, với những trường hợp này thì cần phải có những phương án tác chiến thực sự cụ thể. Đương nhiên, Hải Triều và đại tá Trần Trọng Hà luôn là hai nhân vật được ông ta đề phòng từ rất lâu. Vậy lý do vì sao mà đột nhiên Hải Triều lại có thể bị ông ta quy phục một cách dễ dàng mà làm cách nào để ông ta hoàn toàn tin tưởng? Theo những gì chúng tôi tìm hiểu thì được biết, Hải Triều đã giả vờ là cả bố và mẹ đều mắc một căn bệnh rất nặng và cần một số tiền vô cùng lớn. Em gái thì đột nhiên dính bầu và phải cưới gấp, thậm chí là sau này còn phải chăm con, tiền đâu ra để lo cho đứa con khi công ăn việc làm còn chưa ổn định. Và lúc này thì bao nhiêu gánh nặng đè lên đầu anh. Hải Triều đã diễn một màn kịch và cho thấy tâm lý của mình bất ổn, thường xuyên bị đại tá Trần Trọng Hà cũng như cấp trên là ông giám đốc công an tỉnh phê bình. Và đương nhiên những điều này họ đều thực hiện một cách rất tinh vi và sau ấy thì sẽ khiến cho ông Trần Như Tuất phải nghi ngờ.
Và rõ ràng ngay lúc này, ông Trần Như Tuyết thấy họ cứ thập thật thò thò với cái bản tính đa nghi của ông ta đã phát hiện ra gia đình của Hải Triều có vấn đề. Và đây chính là bước đệm đầu tiên khiến cho ông ta tin tưởng hoàn toàn rằng bản thân mình có thể thu phục được Hải Triều. Biết rằng Hải Triều đang cần rất nhiều tiền và đang suy nghĩ muốn rời ra khỏi ngành để thực hiện những công việc kinh doanh khác kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi thực sự công việc hiện tại vừa phải đánh đổi và cả tính mạng của mình, còn không biết sau này có kiếm được tiền để lo cho bố mẹ và em gái hay không. Biết rằng Lão Tuất là một kẻ thường xuyên nhận hối lộ, tham ô và có rất nhiều tiền. Thế cho nên Hải Triều không cố tình tiếp cận hắn ta mà chỉ vô tình gặp, khiến cho Lão Tuất nhìn thấy Hải Triều lúc say sưa và thậm chí bỏ bê công việc. Lão ta đã nhếch mép cười và nghĩ rằng bản thân mình có thể thu phục được anh ta. Và chắc chắn lúc này ông ta cứ tưởng là Hải Triều sẽ lọt bẫy của mình, nhưng không thể ngờ chính bản thân ông ta mới là kẻ đã lọt bẫy của một trinh sát trẻ tuổi là Hải Triều. Người ta thường nói trẻ tuổi thì còn non và xanh. Tuy nhiên dễ thấy chúng ta có thể thấy rằng bản thân của Hải Triều thì anh ấy cũng là một con người rất giỏi, mặc dù ít tuổi nhưng đã có những suy nghĩ thực sự rất chín chắn và trưởng thành. Đó cũng chính là lý do mà đã đánh bất được ông Đức khỏi cuộc chơi này. Và trước mắt sẽ là Lão Tuất. Và Lão Tuất ngay sau khi mà phát hiện ra Hải Triều cần một số tiền vô cùng lớn, hắn ta đã chính thức quy phục Hải Triều. Anh ấy giả vờ như là một người cần rất nhiều tiền bởi hoàn cảnh gia đình lúc này đang rất khốn khó và khó khăn. Và khi con người ta bị đẩy vào đường cùng thì không cần gì ngoài tiền. Một mặt anh ấy vẫn chấp nhận tác chiến với ông đại tá Trần Trọng Hà để cho tên Tuất không bị nghi ngờ. Và một mặt thì hắn ta vẫn theo sát tên Tuất để nắm bắt được những hành vi của hắn và những thủ đoạn mà hắn đã cấu kết với tên Quách Đại Đức để phá ra chuyên án của mình. Và đương nhiên một thời gian dài, Hải Triều theo hắn ta hành động rất cẩn mận, thậm chí là có khi còn ra tay để cứu ông ta một mạng. Điều này đã chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Lão Tuất và khiến cho Lão Tuất 100% tin tưởng Hải Triều. Và đương nhiên, thời điểm ngay lúc này, chuyện án ma túy đang thực sự rất có nhiều điểm nhạy cảm. Nếu như Hải Triều không nhanh tay thì có thể sẽ khiến Lão Tuất phát hiện ra. Bởi vậy cho nên Hải Triều đã nhanh chóng thu thập những thông tin hành trình cũng như là biết được lão ta tiếp cận Lão Đức với mục đích gì, hay kẻ đó đã làm ăn với nhau ra sao, hối lộ nhau những gì. Và cuối cùng anh cũng đã có tất cả những bằng chứng từ ghi âm đến chứng từ mà Lão Tuất giao dịch với tên trùm ma túy Quách Đại Đức để bán đứng bản thân, bán đứng cả tổ quốc, bán đứng cả màu áo mà mình đang mặc. Và đương nhiên ngay sau ấy thì cái kết cục của một kẻ phản quốc chắc chắn là sẽ phải chịu sự trừng phạt từ pháp luật. Lúc này bị vợ ly hôn, thậm chí hai con tử mật, Lão Tuất mới nhận ra trên đời mình cô đơn, thậm chí cũng chẳng còn một ai ở bên cạnh mình. Bởi ham mê tiền tài vật chất, ích kỷ, chạy theo những cái đồng tiền ngoài kia, thế nên bản thân anh ta lúc nào cũng cảm thấy luôn luôn thiếu cái thứ gì đó, và bây giờ có chết anh ta cũng không ôm tiền theo được. Lúc này thì Lão Tuất thực sự mới hối hận về cuộc đời của mình, nhưng đã quá muộn màng. Và theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì ngay sau ấy ông ta đã bị đuổi ra khỏi ngành, thậm chí là phải chịu những năm tháng sau song sắt nhà tù, bóc lịch ở trong tù. Và điều cay đắng hơn là ông ta đã không chấp nhận được thực tại và đã cắn lưỡi tự tử. Cái kết của một kẻ cáo giả gian manh đến tận cuối đời mới hối hận, tuy nhiên đã không chấp nhận nổi cái cuộc sống này. Và đó cũng chính là những thông điệp mà bộ phim Bão Ngầm muốn gửi tới quý vị khán giả. Chúng ta cứ sống thiện lương, chắc chắn sau này sẽ gặp được những điều tốt đẹp, gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Vậy sau đó chuyên án ma túy sẽ được phá như thế nào? Liệu rằng đại tá Trần Trọng Hà và Hải Triều có kết hợp với nhau thành công để lật trần bộ mặt thật của Lão Đức hay không? Tất cả những thông tin thú vị, hấp dẫn và gay cấn nhất sẽ được chúng tôi chia sẻ tới quý vị ở trong các số phát sóng lần sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.